Xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Thánh Trọng. Theo một khảo sát chưa bao giờ xảy ra, ở chapter trước, hầu hết độc giả chỉ chú ý tới Blast và cuộc đụng độ với God trong quá khứ, chứ chẳng ai nhớ tới ông già đầu hói giang hồ này. Cho dù đây là lần đầu tiên lộ mặt và ông ta cũng là nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong Arc Neo, quá buồn cho tiến sĩ Beaufoy. Một vấn đề khác song hành với các thông tin của Blast là việc Genos tiết lộ về sức mạnh thật sự của Saitama. Vì thế mà cả Mặt Nạ Mật, Zombieman và Flashy Flash đều đã để ý tới anh hói và tiến hành các kế hoạch của riêng mình. Tuy nhiên, trước đó chúng ta hãy đến với những diễn biến khác rất đáng chú ý ở thời điểm hiện tại. Vậy những diễn biến đó là gì? Ở video này, chúng ta cùng nhau bình luận và phân tích chapter 221 với tựa đề Duty. Mở đầu chapter là cảnh băng bão tuyết đang kéo nhau đi xem World Cup trên 6 chiếc xe hộp hạng sang. Ngồi trên chiếc xe đầu tiên là chủ tịch Fubuki với thần thái ngút trời. Nếu để ý, thì băng bão tuyết đã trở nên sang chảnh hơn rất nhiều so với trước đây. Thời điểm đầu, mỗi khi cần di chuyển xa, họ lại phải thuê những chiếc xe tồi tàn với giá rẻ mạt. Sau đó chủ tịch Fubuki đã phát động một cuộc cải tổ toàn diện để xứng với tiềm năng của băng. Ngoài việc làm anh hùng, cả nhóm sẽ cùng nhau kiếm việc làm thêm để gom tiền mua xế hộp. Dương chỉ đại Fubuki là người cực kỳ gương mẫu, cô sẵn sàng dấn thân với những công việc hạ cấp với vốn tự có và kiếm được một số tiền lớn nộp vào ngân quỹ. Dĩ nhiên, việc hạ cấp ở đây là đi săn các tên tội phạm đang bị truy nã, chứ không phải như anh em đang nghĩ đâu. Và sau một tuần, cả nhóm đã có chiếc xe sang đầu tiên. Cho đến giờ, nhóm đã tạo được thêm 5 chiếc tương tự. Nó cho thấy sự phát triển đáng kinh ngạc của cả nhóm dưới sự dẫn dắt của Fubuki. Ở chapter trước, thông qua một chi tiết nhỏ được tiết lộ từ Mặt Nạ Mật, chúng ta đã có thể suy đoán rằng Psychos có thể đã bị bắt. Thông qua động thái của băng bão tuyết thì mình đã chắc chắn 100% là Psychos đang bị giam giữ tại trụ sở của Hiệp hội Anh Hùng. Điều này đồng nghĩa, cuộc tỉ thí vị ngọt giữa 4 trái bưởi mọng nước nhất One Punch Man sẽ chỉ được kể lại thông qua ký ức của Fubuki. Và người mà cả nhóm tới gặp mặt tuy không được tiết lộ nhưng mình có thể chắc chắn đó là Saitama. Mục đích là để ngăn cản cơn điên của bà Trần Tatsumaki. Ở một diễn biến khác, tại thành phố R, nơi đặt trụ sở của công ty Handsome Castle, đây là một trong những công ty ươm mầm nên các tài năng trẻ để cung cấp cho làng giải trí, và Mặt Nạ Mật đang là gương mặt đại diện tại đây. Theo những tiết lộ của ông bầu, họ đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nam idol mới có tên là Soda Boy. Sau một năm tập luyện cật lực, hai trong số 7 người này đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào và trở thành anh hùng hạng C. Có thể thấy, Handsome Castle đang muốn định hướng cho 7 gương mặt mới kia đi vào con đường thành công trước đó của Mặt Nạ Mật. Với việc số lượng quái vật đang ngày một tăng, vì thế mà anh hùng đang là vua của mọi nghề. Một khi có giấy chứng nhận và được xếp hạng thì dù bạn không cao nhưng người khác cũng phải ngước nhìn. Vì thế, việc trở thành anh hùng chuyên nghiệp là một bước đệm để tên tuổi của các gương mặt mới nổi này có thể bay cao trong làng giải trí. Công ty rất kỳ vọng đây chính là lứa idol kế cận sẽ thay thế Mặt Nạ Mật làm đại diện của công ty trong tương lai. Ông Mầu cũng mong rằng Mặt Nạ Mật có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình cho những người đàn em đi sau, bởi lẽ làng giải trí là một môi trường rất khắc nghiệt. Nếu có sự dìu dắt của tiền bối thì con đường thăng tiến của nhóm Soda Boy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, phớt lờ những lời gửi gắm của ông bầu, Mật Kaka chỉ tập trung vào màn hình smartphone. Anh ta đang xem lại đoạn video vụ việc Saitama đổ sát đống đồ chơi đắt tiền của tiến sĩ Beaufoy vào 2 ngày trước. Như đã tiết lộ trong video trước, sau khi phát hiện ra viên ngọc thô mang tên Saitama, Mặt Nạ Mật đã bắt đầu ấp ủ một dự án của riêng anh có tên là Anh Hùng Lý Tưởng với hạt nhân là Saitama. Vì thế, anh thể hiện thái độ khinh thường với những đàn em của mình. Với anh thì họ chỉ là bọn nhóc học đòi bắt trước. Lời nói của Mặt Nạ Mật đã đụng chạm tới sự tự ái của các idol mới nổi kia. Một cậu trai có tên Cherion đã đứng ra cả khịa ngược lại người đàn anh của mình. Theo anh ta thì họ không hề thua kém Mặt Nạ Mật về bất cứ điểm gì, từ ca hát, nhảy múa cho tới vẻ đẹp trai. Mặc dù Mặt Nạ Mật là một tên tuổi lớn nhưng ở đời núi cao còn có núi cao hơn, họ có thể vượt qua người đàn anh của mình bất cứ lúc nào. Nhưng tầm trường mới này thậm chí cho rằng họ còn có thể sánh ngang với Mặt Nạ Mật về khoản sức mạnh, vì hai trong 7 thành viên là Cherion và Fantasy đã vượt qua kỳ thi sát hạch của Hiệp hội Anh Hùng. Họ cực kỳ tự tin và tuyên bố rằng cấp A và cấp C cũng chẳng có gì khác biệt. Điều này cho thấy sự hiểu biết nghèo nàn của các em idol mới nổi về thực lực của các anh hùng nói chung cũng như Mặt Nạ Mật nói riêng. Mặt Nạ Mật là anh hùng top 1 lớp A trong một khoảng thời gian rất dài. Về danh nghĩa, anh vẫn là một anh hùng lớp A, nhưng về bản chất, anh đã xứng đáng đứng trong lớp S rồi. Cho anh em nào không biết thì Hiệp hội Anh Hùng chỉ xét thăng hạng cho các anh hùng đứng đầu các lớp trong 6 tháng một lần. Điều này nhằm tránh tình trạng gian lận điểm chắc để ép thăng cấp. Nếu muốn lên lớp thì họ cần phải giữ vững vị trí top 1 của mình trong một khoảng thời gian rồi mới đủ điều kiện để xét duyệt. Duy có Saitama là một trường hợp thăng tiến không theo quy trình. Sau khi hạ gục vô biển sâu và được thăng lên top 1 lớp C, ngay ngày hôm sau anh hói đã được xét duyệt lên lớp B. Theo mình là điểm số tích lũy của Saitama sau thành tích tiêu diệt một quái vật cấp độ Demon, khi đó đã vượt trội so với các anh hùng cấp C khác trong top 10. Vì thế mà Hiệp hội Anh Hùng đã ngay lập tức đưa anh lên lớp B. Và mới đây nhất là việc thăng một lèo từ hạng 7 lớp B lên thẳng cấp A mà không cần phải xoán ngôi người đứng đầu. Lý do chắc chắn là nhờ những người có tầm ảnh hưởng như Shichi và Sekiga tác động. Vậy nên việc Mặt Nạ Mật đứng đầu lớp A trong một khoảng thời gian rất dài đủ để chứng tỏ thực lực của anh ta. Đối đầu với những lời thách thức của các đàn em, Mặt Nạ Mật thậm chí còn chẳng thèm nhìn chúng. Anh tháo cặp kính và tỏa sát khí của một con quái vật khiến toàn thân những người đối diện run lẩy bẩy.
đó là bản năng sinh tồn của một sinh vật sống trỗi dậy khi tính mạng của chúng bị đe dọa. Hay nói đúng hơn, đó là sự cách biệt về mặt đẳng cấp. Việc mà đàn mật không đưa đám này vào tầm mắt chỉ đơn giản. Đối với anh, chẳng có kẻ nào có được vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng như Saitama, đó là vẻ đẹp của sức mạnh tuyệt đối. Vậy tại sao công ty Handsome Castle lại nhanh chóng cho ra lò 7 idol trẻ để thay thế cho Màn Ạ Mật, trong khi anh ta vẫn đang là con gà đẻ trứng vàng cho công ty? Lý do tới từ việc Màn Ạ Mật không hoàn toàn tập trung vào công việc làm idol của mình. Thay vào đó, anh vẫn muốn gắn bó với công việc của một anh hùng mãi mãi. Điều này đã khiến giám đốc của công ty phật lòng. Để đảm bảo cho tương lai, ông ta mới tạo ra nhóm nam idol này nhằm thay thế Màn Ạ Mật. Vậy nên có thể thấy, đường lối của Màn Ạ Mật và đám trẻ trâu kia là trái ngược nhau. Trong khi họ muốn dùng cái danh anh hùng để làm bước đệm giúp sự nghiệp thần tượng vươn tới đỉnh cao, Màn Ạ Mật lại muốn sử dụng công việc làm idol này để trợ giúp cho lý tưởng của mình trong công việc anh hùng. Đó cũng là lý do vì sao trong ác hiệp hội quái vật, Màn Ạ Mật lại muốn bịt miệng các S-Class để đảm bảo danh tiếng. Tiết lộ thêm cho anh em lý do tại sao Màn Ạ Mật lại đẩy nhanh chương trình anh hùng lý tưởng của mình. Nó liên quan tới tốc độ quái vật hóa bên trong anh ta. Màn Ạ Mật là một trường hợp quái vật hóa một phần, vì thế anh ta mới có thể giữ được nhân tính và kiểm soát quá trình biến đổi của mình. Tuy nhiên sau này, chúng ta sẽ được biết rằng Màn Ạ Mật đang cảm thấy nhân tính đang dần mất đi, vì thế anh ta muốn tìm kiếm một người thay thế mình trở thành một biểu tượng của công lý. Và Saitama chính là gương mặt được nhắm tới, nó cho chúng ta thấy được về trách nhiệm của Màn Ạ Mật là lớn như thế nào. Chính thái độ lạnh lùng và có phần kiêu căng đã khiến anh ta có một lượng anti-fan rất lớn. Hy vọng rằng khi quá khứ của anh được tiết lộ, các fan sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn dành cho Màn Ạ Mật. Kết thúc câu chuyện về sự si mê của Màn Ạ Mật với Saitama, chúng ta cùng đến với những rắc rối mới của anh Hói sau khi chuyển nhà. Những hàng xóm khó gần đã có mặt và chuẩn bị cho màn bắt nạt lính mới của chúng. Bà thanh niên này là Forte cấp A hạng 31, Chinterwood hạng 36, Bướm Đế cấp A hạng 16. Cụ thể vấn đề của ba tên này là việc Saitama là em út, mới thăng lên cấp A và có thứ hạng thấp nhất nhưng không chịu sang chào hỏi đàn anh sao cho đúng mực. Vì thế chúng mới cất công phải sang dạy bảo tên lính mới. Trái với sự hiếu khách của anh Hói, thanh niên Forte sử dụng hơi thở của sự thượng đẳng. Hắn bắt đầu bằng việc hỏi tuổi để phân bậc trên dưới. Nhưng một khi đã dính tới anh Hói thì chỉ còn có thể mang kiếp tấu hài. Chẳng những không làm đàn anh được mà còn bị quê một cục. Saitama 25, còn thanh niên chỉ có 24. Cũng trong chapter này, chúng ta được biết về thông tin chi tiết của ba thanh niên này. Đầu tiên là Chin Tao Ớt. Đằng sau chiếc mặt nạ là một ông chú trung niên, râu ria lởm chởm. Sau khi uống hết chén trà, ông ta lại đeo chiếc mặt nạ vào. Đó như là một thói quen đã gắn liền với tên tuổi của anh hùng này. Theo Bướm Đế X, Chin Tao Ớt là một võ sư nhưng không được nổi tiếng như những bậc thầy võ thuật đương thời như Bang, Gugetsu hay Sucho. Vì thế mà khi làm anh hùng, con đường thăng cấp của ông ta cũng khó khăn hơn rất nhiều. Cũng giống như một số anh hùng khác như bộ ba anh em tức giận, ông ta buộc phải tự tạo ra một dấu ấn anh hùng riêng của mình. Đó chính là sử dụng một chiếc mặt nạ hình con cóc to như thùng gạo rồi đội lên đầu. Nhờ thế mà ông đã thu hút được sự chú ý và nhận được một chút sự yêu thích nhất định tới từ lũ trẻ. Cho anh em nào không biết thì chính Saitama cũng đã từng ám ảnh về việc tạo nên một phong cách anh hùng cho riêng mình. Nhờ có sự tư vấn hết sức nhiệt tình của Genos mà anh Hói cũng tạo ra một trang phục anh hùng đặc biệt tới từ sự kết hợp phong cách của rất nhiều anh hùng khác nhau như đen bóng, chó canh phòng. Kết quả anh Hói trở thành một kẻ biến thái khi vừa khỏa thân vừa đeo tai mèo chạy nhung nhung ngoài đường. Người thứ hai là Bướm Đế X, đó là một thanh niên khoảng 30 tuổi có trang phục anh hùng giống với một con ngài. Anh ta chuyển đến tổng bộ sinh sống để dễ dàng giao tiếp với mọi người hơn. Dù không phải là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng phong cách chiến đấu của Bướm Đế X vẫn chưa được tiết lộ. Chỉ biết được rằng anh khá nổi tiếng trên các show truyền hình và mạng internet. Tuy nhiên, ông Hói là bố của nghèo thì làm gì có mạng internet mà sử dụng. Chưa kể, những chương trình truyền hình ông Hói xem suốt 3 năm qua chủ yếu là dự báo thời tiết và cảnh báo thảm họa. Vậy nên Bướm Đế X khá sốc khi Saitama không hề biết tới mình. Cuối cùng là thằng em út nhưng khoái làm chủ tịch Kilian M. Forte, một anh hùng chiến đấu dựa theo các giai điệu, như thế mà thanh niên này khá nổi tiếng trong giới trẻ, đặc biệt là dân bay thích phiêu theo điệu nhạc. Theo lời khoe khoang, thanh niên thậm chí còn từ chối lời mời của các nhãn hiệu thời trang. Tuy nhiên với Saitama, việc vừa bật nhạc vừa chiến đấu là một điều rất vô nghĩa. Như đụng chạm tới sự tự ái, chủ tịch Forte nổi điên và thách đấu anh Hói. Ngay tại đây, thanh niên sẽ cho tên lính mới này biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa thấy vớ sẹ thì liệu thân hồn, và chap 221 cũng kết thúc ở đây. Như vậy, theo đúng diễn biến của cốt truyện, ở các chap sau, chúng ta sẽ được xem màn ứ xuyên lục địa giữa Saitama và Katsumaki. Thông qua đó, độc giả cũng sẽ được tiết lộ thêm về tình hình của thế giới sau sự kiện hiệp hội quái vật. Nếu thích video này, hãy để lại cho mình một like, một subscribe để kênh Thánh Chọc nhanh chóng đạt 10.000 sub nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những nội dung tiếp theo.